Thưa quý vị, tại thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo đã cho phép các cơ sở mầm non ở vùng có cấp độ dịch 1, 2 và 3 được tổ chức dạy học trực tiếp trở lại từ ngày 21 tháng 2. Đến nay, các trường đã sẵn sàng cho công tác mở cửa. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, bên cạnh nhiều phụ huynh vui mừng thì có không ít phụ huynh lại bày tỏ sự lo lắng. Nghe tin khối trường mầm non sắp đi học trở lại, nhiều phụ huynh như chị Thu Thảo cảm thấy rất vui mừng và phấn khởi. Vì đây là điều chị mong mỏi từ lâu. Chị tâm sự, có lúc vì thương con ở nhà bí bách, thỉnh thoảng chị đưa con đến trường cho tâm lý thoải mái. Tôi có nhu cầu cho con đi học lại, rất là nhiều lý do. Lý do thứ nhất là vì một phần là gia đình tôi cũng phải đi làm, nên tôi cần phải cho con đi học lại để có thời gian để ổn định công việc. Thứ hai nữa là cũng một phần là do các bé nhỏ nữa, tại vì trong thời gian dịch thì thật ra các bé đều phải ở nhà, không được đi ra ngoài chơi, không có bạn bè. Bên cạnh tâm trạng chung là vui mừng, dù cũng rất mong con được đến trường học trực tiếp, nhưng nhiều phụ huynh khi được hỏi vẫn tỏ ra băn khoăn, lo lắng, e ngại vì tình hình dịch bệnh ở Đà Nẵng vẫn còn phức tạp. Em còn quá nhỏ, chưa tiêm được vaccine. Nhưng thành ra là cũng lo ngại cái vấn đề đó thôi. Là cái vệ sinh của em là sợ nó không được đảm bảo thôi. Tại vì quá nhỏ đây, nên thành ra cũng lo ngại, nên thành ra là ba mẹ cũng đang thôi thì để cho em ráng hết năm nay, rồi sang năm là ví dụ như ổn thì ba mẹ sẽ cho em đến trường. Với tình hình thực tế đang diễn ra hiện nay thì quyết định của phụ huynh trong việc cho con đến trường hay vẫn tạm thời ở nhà là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, theo khảo sát của một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng so với thời điểm cách đây vài tháng, hiện tại tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con đến trường đã cao hơn rất nhiều. Với cái số lượng 50,8% phụ huynh đồng ý đi học ngay thì bản thân tôi là hiệu trưởng nhà trường thì tôi đánh giá là có một cái sự phải nói là rất là tiến bộ trong cái suy nghĩ của phụ huynh khi mà dịch bệnh như thế này mà đi học lại mà phụ huynh đăng ký như vậy, chứng tỏ là phụ huynh cũng sẵn sàng chấp nhận cái việc là chúng ta bắt đầu sống chung với cái việc là có dịch bệnh. Cách đây 3 tháng thì chúng tôi cũng có một cái khảo sát nhỏ thì cái tại thời điểm đó thì cái vaccine nó chưa được phủ. Vì thế cho nên là khoảng 22% số phụ huynh đồng ý. Bây giờ thì chắc chắn là cái tỷ lệ mà phụ huynh tham gia sẽ cao hơn, bởi vì qua theo dõi ở trên cái trang của trường á, thì có rất nhiều phụ huynh mong muốn là được đón đưa trẻ đi học càng sớm càng tốt. Tại thành phố Đà Nẵng, việc cho trẻ mầm non đi học trực tiếp sẽ được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, thống nhất với phụ huynh. Thời gian cụ thể với từng trường do Ủy ban Nhân dân các quận, huyện quyết định, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và nhu cầu đăng ký của phụ huynh. Các cơ sở mầm non sẽ xác định số lượng trẻ đi học, tham gia bán trú. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh vào sáng nay tại khu vực Mẫu Sơn, Lạng Sơn, Xín Cái, Hà Giang, băng giá đã xuất hiện trên ngọn cây. Bắt đầu từ ngày hôm qua, ngày 19 tháng 2, miền Bắc nhiệt độ xuống thấp, nhiều nơi có mưa lớn. Trong các trạm đo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Mẫu Sơn của Lạng Sơn có nhiệt độ thấp nhất dưới 0 độ C, Sapa, Lào Cai, Đồng Văn của Hà Giang ở mức 2 độ C, Tam Đảo của Vĩnh Phúc 3 độ C, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình, Bắc Ninh nhiệt độ ở mức 8 độ C, riêng Hải Phòng 7 độ C. Dự báo nhiệt độ Hà Nội ngày hôm nay từ 7 đến 9 độ C, thấp nhất trong đợt rét. Thứ hai nhiệt độ 8 đến 11 độ C, sau đó tăng dần đến cuối tuần, cao nhất lên 22 độ C. Cơ quan khí tượng đánh giá đây là đợt lạnh nhất từ đầu mùa đông xuân 2021-2022. Thưa quý vị, ngày mai tiếp tục tới kỳ điều chỉnh giá xăng dầu. Nhiều chuyên gia nhận định giá xăng dầu có khả năng tiếp tục tăng khi giá dầu thế giới tiến sát 100 đô la Mỹ. Căng thẳng Nga-Ukraine khiến nguồn cung dầu khan hiếm, đẩy giá tăng cao, còn doanh nghiệp trong nước thì kêu càng bán càng lỗ. Dữ liệu của Bộ Công Thương cập nhật cho đến ngày 17 tháng 2 cho thấy bình quân xăng RON 92 có giá 108,8 đô la Mỹ một thùng, giá xăng RON 95 ở mức 111,32 đô la Mỹ một thùng. Mức này tăng 7-8% so với kỳ điều chỉnh trước đó. Ở trong nước, tình trạng thiếu nguồn cung được các doanh nghiệp cho biết vẫn sẽ tiếp diễn khi nhà máy lọc dầu Nghi Sơn chưa trở lại hoạt động với công suất ổn định. Theo Bộ Công Thương, khoảng 10 ngày nữa, cung và cầu thực trên thị trường thì mới cân bằng. Nhằm thúc đẩy cơ hội kết nối việc làm, tăng thu nhập và sinh kế cho người lao động trong bối cảnh hậu COVID-19, mới đây tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam, Tuva Communication và cơ quan hợp tác quốc tế Đức chính thức công bố nền tảng côngnhânviet.com. Đây là website hỗ trợ thông tin việc làm dành cho người lao động, dựa trên ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn Big Data và mạng xã hội.
Thông qua nền tảng này, công nhân và người lao động có thể dễ dàng tìm kiếm được những công việc chính thức cũng như công việc làm thêm tại nhà, công việc có tính chất thời vụ phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình. Theo Viện Công nhân và Công đoàn, đợt dịch bùng phát lần thứ tư ước tính có khoảng gần 1 triệu lao động dệt may bị ảnh hưởng tiêu cực, phải nghỉ việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động, thu nhập giảm sút. Giải pháp công nghệ sẽ giúp người lao động tiếp cận cơ hội việc làm thuận tiện hơn. Thưa quý vị, từ năm 2020, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đã gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh và những trở ngại về mặt thủ tục pháp lý. Bước sang năm 2022, thị trường tiếp tục rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung nhà ở, nhất là phân khúc trung cấp, bình dân khi không có nhiều dự án mới được chào bán. Thiếu hụt nguồn cung trong khi nhu cầu nhà ở của người dân vẫn cao đã gián tiếp đẩy giá bất động sản tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh ngày một tăng. Trước đây, doanh nghiệp này bán phần lớn sản phẩm bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, 2 năm nay, nguồn cung tại thị trường này ít, giá lại cao nên doanh nghiệp phải chuyển hướng bán ở các địa phương vùng ven thành phố, thậm chí là cả các sản phẩm khu vực miền Trung, miền Bắc. Những cái căn hộ ở những cái vùng ven như thế thì giá nó sẽ chỉ là nó sẽ rẻ hơn khoảng tầm từ 20-30% so với các ở cái khu vực và trung tâm thành phố. Gần như hiện tại thì đối với những các cái dự án mà căn hộ mà ở mức giá mà 25-30 triệu thành phố Hồ Chí Minh gần như là không còn trong những năm gần đây. Tất cả các bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ đều là những cái nguồn cung của bất động sản cao cấp. Những cái khách hàng mà có thu nhập trung bình thì họ tìm chỗ ở thì họ phải ra vùng rất là xa hoặc là họ đi đến những cái vùng lân cận thành phố Hồ Chí Minh. Do tác động kép từ vấn đề cấp giấy phép và dịch bệnh, nguồn cung bất động sản năm 2021 của thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục sụt giảm và rơi xuống đáy kể từ năm 2015 với chỉ hơn 14.300 căn hộ từ 19 dự án, giảm 22% so với năm 2020. Trong đó, phân khúc cao cấp tiếp tục vượt qua trung cấp để dẫn đầu thị trường với 59% nguồn cung mới. Theo sau là phân khúc trung cấp và hạng sang với tỷ lệ lần lượt là 30% và 10%. Phân khúc bình dân tiếp tục không có nguồn cung mới trong 2 năm liên tiếp. Tại thời điểm hiện nay, nếu những dự án có là nó thuộc những quy trình cũ đã xin từ những năm 2019-2020 hoặc là những dự án người ta chậm tiến độ, người ta để đó vì những lý do kẹt dự án, bây giờ người ta sang nhượng lại những chủ đầu tư mới, người ta đưa ra thị trường. Chính vì vậy hiện nay thị trường tôi cho rằng cái lượng dự án mới cũng đang rất ít. Cái nguồn cung khan hiếm trên thị trường trong khi là cái nguồn cầu trên thị trường nó vẫn có, nó khiến cho là cái mặt bằng giá bán tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh nó liên tục nó tăng lên qua các năm. Cái quỹ đất khan hiếm ở Hồ Chí Minh nó khiến cho là các cái chủ đầu tư họ đẩy các chủ đầu tư đi ra xa. Vào thời điểm thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh sôi động, trung bình mỗi năm có khoảng 35-40.000 nguồn cung mới. Tuy nhiên, 2 năm qua, nguồn cung đã sụt giảm mạnh, chỉ còn trung bình 15.000 căn mỗi năm. Trong năm 2022, dự báo nguồn cung căn hộ trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục khan hiếm nhưng sẽ cải thiện hơn vào năm 2021 do sự phục hồi dần của nền kinh tế. Đơn vị nghiên cứu thị trường là CBRE kỳ vọng năm nay nguồn cung trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh sẽ có khoảng 22.000 căn hộ. Giá bất động sản dự báo cũng sẽ tăng 3-7% tùy phân khúc.